Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Tiến độ siêu sân bay Long Thành đang như thế nào? Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, sau khi Quốc hội có nghị quyết số 95 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương tổ chức lập dự án đầu tư, thành lập hội đồng thẩm định nhà nước. Dự án có quy mô một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách trên năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa trên năm. Tổng mức đầu tư dự án là 109.111,742 tỷ đồng, 4.664,89 triệu USD. Thời gian thực hiện giai đoạn 2020-2025. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, hải quan, an ninh. Dự án thành phần 2 gồm các công trình phục vụ quản lý bay. Dự án thành phần 3 gồm các công trình thiết yếu trong cảng hàng không. Dự án thành phần 4 gồm các công trình khác, hangar, logistics. Đối với dự án thành phần 1, trụ sở các cơ quan quản lý, ngoài trụ sở cảng vụ hàng không, Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí vốn để Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư. Các trụ sở còn lại, hải quan, quản lý, xuất nhập cảnh đã được các cơ quan chủ quản giao đơn vị chuẩn bị đầu tư và đang cân đối vốn để triển khai thực hiện. Đối với dự án thành phần 2, công trình bảo đảm hoạt động bay, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam VATM đang chỉ đạo tư vấn hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự kiến khởi công trước tháng 10 năm 2022 theo kế hoạch. Đối với dự án thành phần 3, dự án thành phần chính do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện chức năng chủ sở hữu của ACV. Trong giai đoạn đầu triển khai dự án, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022, ACV chủ yếu tập trung phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ và xây dựng tường rào tại các khu vực đã bàn giao mặt bằng, triển khai công tác khảo sát, thiết kế, khởi công gói thầu sang nền. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện chưa đạt hiệu quả, chưa xứng tầm với quy mô của dự án quan trọng quốc gia. Tổ chức, hoạt động, các trang thiết bị và trụ sở làm việc của ban quản lý dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện nay, đối với mặt bằng xây dựng giai đoạn 1 đã bàn giao 1.778 trên 1.810 hectare, 93,9%, khu vực dự trữ đất đã bàn giao 543,07 trên 722 hectare, 75,2%. Các nhà thầu đang tập trung sang nền, khối lượng đào, đắp đạt khoảng 10 triệu mét khối. Đối với khu vực nhà ga hành khách, đã thi công hoàn thành 15 cọc thử, đang triển khai công tác thí nghiệm để thi công cọc đại trà. Còn đối với dự án thành phần 4, các công trình khác, Cục Hàng không Việt Nam đang hoàn chỉnh các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư, đã phê duyệt danh mục 2 trên 11 hạng mục và đăng tải thông tin để lựa chọn nhà đầu tư. Các hạng mục còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.